thật sự là em không có khả năng. Bây giờ em bệnh vậy em không biết là em sống nay chết mai, mà giờ em đem con em về thì cũng tội nó. Lỡ em có gì thì bà ngoại cũng không lo được, còn hai đứa nhỏ nữa. Là cái đó là lời nói chân thành của em. Bây giờ em không có còn khả năng để em lo cho con em. Em cũng thương lắm, mang nặng đẻ đau mà bây giờ không gặp mặt mà cũng không lo được, mà đem cho người ta em cũng tội lắm. Nhưng mà em phải cam lòng thôi, chứ giờ em bệnh vậy đem về nó khổ tội nghiệp nữa. Không có sữa, không có này kia rồi lo thiếu thốn rồi cũng tội con em. Cho nên là em mong là nếu ai thương em, đem con em về lo cho con em cảm ơn. Con là nãy chú hỏi là con tên Hậu đúng không? Dạ. Con tên Hậu là con của ai? Con của mẹ Phương. Con của mẹ Phương. Năm nay con bao nhiêu tuổi? 11. 11 hả? Và tới giờ là chưa ăn cơm trưa luôn. Bây giờ là gần 2 giờ chiều á mọi người, chưa ăn cơm trưa luôn. Vì cô đi bán vé số đó là mẹ của Phương. Với lại là Phương thì bệnh ở đây. Thì Phương ơi. Dạ. Em cho anh hỏi chút xíu ha. Dạ. Thì Hậu là có phải là con chung với lại là nói chung là phải anh em với lại đứa bé đang nằm ở bệnh viện Từ Vũ không? Dạ, một mẹ khác cha. Một mẹ khác cha. Dạ. Thì cháu nó là cũng không biết mặt cha luôn. Dạ, biết. Biết mặt cha hả? Dạ, tại vì nó được 6 tuổi là em với ba nó thôi nhau 6 năm rồi em mới lấy chồng sau. Dạ. Lấy là cũng là lấy trên phương diện là không có giấy tờ. Dạ. Ở chung với nhau thôi. Dạ. Còn em bé mà đang ở trong bệnh viện Từ Vũ là người chồng sau này đó hả? Dạ. Hay là những cái mối quan hệ ở ngoài của em? Là người chồng sau của em là giống như cũng về ở chung với gia đình, rồi đi làm này kia, rồi em có bầu được 4 tháng thì ảnh giống như là mê chơi rồi nghe lời bạn bè chơi đập đá rồi này kia, em thấy vậy em bỏ. Bây giờ anh bị bắt rồi. Để anh xin phép nha, anh nói lại chút xíu về cái trường hợp của Phương. Nếu mà cô chú anh chị mà chưa xem ở tập trước, Phương liên hệ với lại ở trên kênh GoFood về cái việc mà sau khi sanh thì Phương để lại em bé ở bệnh viện Từ Vũ. Với cái lý do đó là em không có điều kiện để mà đóng tiền viện phí, và cái sức khỏe của em về cái bệnh thiếu máu với lại là cái bệnh suy tim nặng, và em cũng có chia sẻ thẳng thắn là chắc không có thể nào mà em làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Thì nếu mà sự việc này mà về tình hình sức khỏe của em xong và tất cả mà những cái giấy tờ cũng như là tiền viện phí ở trong bệnh viện đó, thì em sẽ tặng em bé đó, thì em để trong bệnh viện Từ Vũ, sau đó thì sẽ có kế hoạch là tặng em bé, chứ không có thể nào mà nuôi và chăm sóc nổi em bé. Ở cái video trước đó thì Phương chia sẻ về cái bệnh suy tim và thiếu máu trầm trọng của em, thì mình có thay mặt Mạnh Thường Quân gửi ít tiền cho Phương để mà Phương đi bệnh viện để mà cho cái sức khỏe của em tốt. Mình làm cầu nói và chia sẻ ở trên cái phương diện đó là rất là một cách tự nhiên đó mọi người. Cũng như trước mắt là thấy người không có được khỏe cũng như là gặp những cái vấn đề đó thì mình hỗ trợ trước, còn những cái cá nhân hoặc là cái câu chuyện đằng sau đó thì chỉ mong là cô chú anh chị có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống đó, đánh giá giùm. Còn riêng GoFood thì chưa có kinh nghiệm nhiều đó, chưa có trải qua nhiều, và trong câu chuyện này mình cũng nói chung là cũng không biết nói gì hơn, nhưng mà mình chỉ có nói là khuyên Phương nên là suy nghĩ lại để cho có thể là giải quyết được một cách hợp lý nhất. Cô Út có biết mối quan hệ của Phương với lại là ba của em bé trong bệnh viện Từ Vũ không cô Út? Có. Có những gì? Có qua lại với nhà luôn.
bình thường. Nói chung nó cũng hiền, có một cái dính vô cái đó rồi, nói chung là cô thẳng thắn. Dạ. Cô thẳng thắn, cô nói là giống như bây giờ là mẹ không chấp nhận điều đó. Đã thằng em bị vậy rồi, bây giờ con lấy một người này nữa không có cái gì cho xã hội đó. Cô bắt buộc phải thôi. Sao thôi có đâu, nó về nhà ở với cô có đâu chứ được mười mấy ngày là thằng nội bị bắt hôm tháng 6 rồi. Nhưng mà ở là cũng được mấy năm rồi hả Phương? Dạ em ở được năm mấy. Một từ năm hôm mấy? Trước dịch, trước giãn cách rồi em mới điểm. Em có bầu được 4 tháng thì lúc mà tới tháng 6 là nó bị bắt. Rồi em trước đó là em làm công việc gì? Dạ trước đó thì em làm công ty. Làm công ty hả? Dạ. Ừ. Rồi em cũng làm rồi xong rồi em lấy ảnh rồi em cũng đi buôn bán. Em bán củ hủ dừa. Ảnh cũng có cái nghề đó tại vì lúc trước ảnh cũng đi buôn bán mướn cho người ta. Rồi lấy em xong rồi về hai vợ chồng cũng đi bán. Bán ở ngoài cầu Sài Gòn, nói chung là đi bán tùm lum hết trơn á mà đi bán xa. À, em bán ở ngoài Suối Tiên, rồi em bán ngoài cầu Sài Gòn ở bên quận 9. Có phải là ổng hay bán ngay chỗ cầu Gò Dưa ở Thủ Đức không? Dạ, nhiều khi cũng có bán ở đó. Là chạy chiếc rim hay là chiếc gì đúng không? Chiếc rim, có khi chạy, tại vì lúc trước ảnh còn ở với em có hai chiếc xe. Một chiếc kim với là một chiếc quay, nói chung là của Trung Quốc không ạ. Ảnh bán là củ hủ dừa rồi chỉ có che một cái cây dù nhỏ nhỏ, không lớn cũng không nhỏ. Dạ đúng rồi. Không? Vậy là có thể là anh biết người đó đó. Dạ, ốm ốm cao cao. À đúng rồi. Là tụi em giống như có khi anh bán đó rồi anh để cho em bán ở ngoài Suối Tiên, rồi khi bán bên quận 9, cầu Sài Gòn. Rồi tụi em bán cái đó, nói chung là bán lúc đó cũng có cuộc sống cũng ổn định, là không thiếu thốn. Mà từ hồi mà em phát hiện ra ảnh chơi xì ke rồi mẹ em nói vậy rồi thôi em thôi luôn. Thôi em, nhưng mà trong bụng mình là có con nhà đã rồi. Em có bầu rồi. Rồi em về nhà em ở được mười mấy ngày thì mới điện thoại cho em nói là bị bắt. Rồi kêu em điện cho người nhà thì em cũng có điện cho ba ảnh. Rồi ba ảnh cũng có lên nhưng mà nói là lộn người gì đó em không biết. Nhưng mà sau đó rồi đưa đi trường á. Thì trên trường ta điện về thì mới biết là ảnh bị bắt hồi tháng 6. À, nhà ảnh là gần đây không? Rồi, dạ, ba ảnh ở bên quận 9, còn quê của ảnh ở dưới Cà Mau. Bây giờ cái sự việc của em á, là để em bé còn ở trong bệnh viện Từ Vũ đó thì em thay vì em tặng người khác thì em không liên hệ bên đó để bên đó bắt về để mà chăm sóc cho cháu. Dạ, em có điện cho ông nội bà nội thì người ta giống như là con ta bị bắt vậy rồi người ta cứ đổ thừa em. Rồi nói là con trong bụng em không phải là cháu nội người ta. Người ta không nhìn. Là trả lời vậy luôn hả? Dạ. Đúng rồi. Là cô cũng có kêu Phương liên hệ đúng không con? Chứ để mình gửi cho người khác, mình tặng cho người khác rồi cái... Dạ đúng rồi, em cũng có điện. Ngày Phương xong nó chồng là cô cũng có điện gì chứ. Ừ. Có điện cho ba của thằng nọ. Dạ. Trời, cô có nói là vậy, người ta nói là giống như bây giờ á, ổng với cái người mẹ của thằng nọ đó đâu thôi nhau rồi, thì bây giờ có gì trách nhiệm gì cứ điện cho bà nội nó. Thì cô không biết số điện thoại thì về cô mới kêu ông Phương. Cô nói con điện về với cho mẹ nó đi, giờ coi con dưới làm sao thì bà nội nó trả lời giống như vậy đó. Nói là biết có phải con của thằng nội không? Rồi là tới giờ không liên hệ luôn. Là em không điện nữa. À, tới giờ không điện nữa. Cô không có nghĩ là nó bệnh tới đến đổi như vậy đâu. Cô nghĩ là sanh xong là cô cũng cố gắng để xin bà chị chút đỉnh tiền để mua chiếc xe giống như chừng 1 triệu hay 1,5 triệu thôi. Giờ cho nó đi buôn bán cũng kiếm tiền để bắt con về. Nhưng mà không ngờ bệnh tới như vậy luôn là gia đình bế tắc luôn. Đó. Chứ không có còn đường nào để nói nữa hết. Cô có bỏ cháu cô vậy chứ cô đâu có nỡ lòng nào. Mình cũng muốn đưa cháu về nhưng mà... Không có khả năng. Cô thì bệnh tim, hai cái cẳng bị khớp, có bữa đi không được luôn. Cũng phải ráng đi bán. Tội quá cô. Thế, đúng rồi, thì dĩ nhiên làm người ai cũng phải vậy hết con. Giờ cái hoàn cảnh bế tắc là phải chịu. Chứ cô không biết nói gì nữa tới thiệt. Vì ra chùa bán cái số mà còn bị mấy ông thầy chùa đuổi. Sao vậy? Là lúc có bầu hả? Thôi mới đây này. Mới mấy ngày nay. Nói là cháu như vậy này kia nhưng mà nít mà anh nó mới có 8 tuổi à.
mà nó ra ngoài nó bán nha. Thì có gì dạy nó thì dạ. Dù như nó có quậy thì dạy. Dạ, đúng rồi, sáng, với lại thầy cũng nói mà đâu phải mà sân si với nít vậy đâu anh. Giờ nó nít thì nó phá quá thì quậy quấn la nó chứ chùa chiền mà đuổi không cho người ta vô, mà nhiều người ở dưới kia bán rồi không đuổi mà đuổi mẹ em với lại cháu em. Ý là nói là kiểu mình nhỏ quậy á, mình khổ mà còn gặp. Dạ. Cô không nói gì hết. Nói chung là bây giờ là không có liên hệ bên nội của em bé nữa. Bây giờ dạ. Là em không có, nói chung là hôm đó em có mỗi về em điện một lần, người ta nói vậy rồi là em không điện mà em cũng không xin tiền, mà em cũng không có nói là em bệnh như vậy, mà em nói chung là em chưa nói hết câu chuyện mà người ta đã nói là chưa chắc gì con cái lỗi của người ta, cho nên là em không nói nữa, em kết thúc câu chuyện rồi em tắt điện thoại cho tới ngày hôm nay em không nói là em bệnh hay là em để con em trong bệnh viện gì hết. Còn tình hình sức khỏe của con em ở trong bệnh viện giờ như thế nào rồi? Nói chung là bé giờ cũng, bác sĩ nói là cũng mập mạp. Chỉ gặp là chỉ là bác sĩ đại diện thôi chứ dạ. Họ không có cho gặp con. Dạ, không. Là từ hồi em mổ cho tới ngày em về cho tới ngày hôm nay em chưa thấy mặt con. Chưa biết nó là nó ốm hay nó mập hay là nó tròn hay nó méo. Em chưa thấy được mặt con em. Cô có thấy mặt không cô? Bạn em thấy là cô xin xuống mà không cho. Bạn em đưa em đi bệnh viện á, là lúc mà em mổ xong là ẩm ra đưa cho chị coi, chị thấy. Chị thấy được mặt con bé, chị nói con bé trắng mà thấy cưng lắm. Là chỉ có một mình chị thấy thôi, còn ngoài ra không ai thấy. Giờ là được 2 tháng mấy nữa hả? Chưa được 2 tháng. Chưa được 25 này mới được 2 tháng. Mới tháng rưỡi nha. Dạ. Hơn tháng rưỡi chút xíu. Dạ. Rồi có đặt tên gì không? Dạ, em cũng không có ý định. Giấy chứng thanh là còn trong bệnh viện luôn? Dạ, còn hết đầy đủ rồi, tại vì em trốn về em không có lấy giấy tờ gì về hết. Chỉ có em tạm ứng được có 1 triệu thôi. Em nói lại giùm anh cái lý do là em trốn là tại vì họ kêu đóng tiền miễn phí nhưng mà không có tiền. Dạ. Rồi thêm nữa là em bị thiếu máu, kêu em vô máu. Rồi em biết khả năng là không có tiền cho nên là em trốn về, em tính về là phải thắng là em đi làm em kiếm tiền cho em cứu con em. Nhưng mà không ngờ về mới có 6 ngày rồi đổ bệnh ra tới ngày hôm nay luôn. Là không có đi làm được mà thuốc còn không có uống nữa. Ngày mới em có đi vô bệnh viện á thì em kiểu là không phải mình nói là mình là bệnh nhân nhập viện mà mình nói là bây giờ tình hình tôi là vậy đó, trong vòng hơn 1.5 tháng qua đó, tôi vừa mới sanh đó, tôi sanh mổ rồi ở trong em đưa giấy bệnh cho họ coi lại ha, rồi tôi bị tim rồi đó, coi như thế nào, ví dụ như họ nói là chị mà khỏi cần vô máu cũng được mà về để mà nghỉ ngơi đồ các thứ á ha, bán hết chưa hả, ăn uống bồi bổ vô á, còn nữa hả? Rồi sao bán có anh tờ vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao khóc vậy? Sao khóc vậy? Hôm nay kỳ quá. Đây còn như thế này. Chữa con chó. Cháu nội cháu ngoại. Đưa lại. Còn như thế trời. Ủa là hai đứa nó không có đi học luôn hả cô? Ba mẹ nó bỏ nó từ nhỏ đến lớn. Mẹ nó bỏ nó. Nuôi nó từ nhỏ đến lớn luôn á. Tội không? Không, dạ, nó không biết chữ luôn hả? Dạ, giờ có đi học. Còn 7 tờ hả? 7 tờ để chú ký sinh mua cho. Rồi, có tiền. Đi coi phim nè, đi quán số coi phim nè. Coi phim, đi. Chứ sao nó quấn? Ủa là mình không cho nó học phổ cập đồ, bổ túc đồ để nó biết mặt chữ tốt. Giống như mình cũng rời đây mai đó hoài á con, nhà trọ cứ ở chừng tháng cái không có tiền cái người ta đuổi cái mình cứ dọn hoài vậy á, từ hồi mà con này có bầu tới giờ á dọn 5-6 lần nhà trọ rồi đó. Tội nó chứ bây giờ ví dụ chỗ như nó có không học chính quy thì cho nó biết học biết chữ mấy rồi. Hậu thì biết chữ hả? Dạ. Hậu học lớp 3. Con tên gì con? Con chú hỏi nè, con tên gì? Nguyên hả? Rồi con bán giấy số bao lâu rồi? Bán mấy ngày rồi. Má không biết nói đâu, không biết giấy số mà giờ về cũng không biết. Bán thì từ hồi con mẹ nó sanh tới giờ đó. Bé. Là con... mẹ nó 7 tuổi chưa? 8 tuổi. 8 tuổi rồi, là bán nay là 4-5 năm rồi đó hả? Có mới bán hôm mẹ nó ấy tới giờ nè, chừng
7 8 tháng này. Mấy tháng nay thôi. À, nhưng mà nó là con gái với lại là cũng giữ tiền bạc rồi đó nên là phải bởi đi theo nó. Mẹ bởi mẹ em đi theo rồi giống như ra ngoài mẹ em ngồi mẹ em đi không được, mẹ em ngồi ngay chỗ băng ghế đá mẹ em giống ai đi ngang qua thương thì mua. Còn nó thì không đưa nhiều, đưa lần 10 tờ à. Đi bán hết 10 tờ đem lại rồi có khi mất tiền nữa. Có khi mất 10.000, 20.000 mất hoài. Con trai thì ví dụ như tôi bán thì mình sợ lo bị cái số mà lấy tiền. Con gái nó còn cái khác nữa. Ha, dạ. Nên là cô à? Bởi vì cô cho à? Nó bán vòng vòng trong chùa không mà không có dám cho nó đi ra ngoài. Ăn cơm chưa con? Chưa, đi bán tới giờ. Dạ. Chưa ăn cơm luôn hả? Có ăn ở ngoài chùa không? Chùa rồi, đây đâu có cho cơm. Bữa làm gì con rất ăn. À. Cô à? Kỳ quá. Rồi gán đây, gán mốt lớn lớn rồi gì ở cô hả? Cô? Dạ. Cô... Cô dẫn bán mẹ bán không à. Mẹ dẫn đi bán măng luôn. Đi bán cụ hủ mà vừa mẹ bán đi mà. Có đi hả? Có đi hết á. Như là đi chở đi ra ngoài chơi rồi cái em bán á. Chở đi hoài à. Giờ nói chung cô cũng cầu mong cho nó hết bệnh là cô cũng mấy mẹ con dẫn nhau đi bán mới sống nổi chứ vậy đâu có sống nổi. Hoàn cảnh này không có sống nổi. Nó đi bán ngày cũng lời vài trăm ngàn nó mới sống nổi tiền nhà trọ rồi này kia nọ. Ở đây là nhiều tháng. 1.6 triệu. Em cũng có tiền đâu, em dọn lại đây. Mấy đứa bạn em á, nó thấy em mổ rồi bệnh hoạn vậy nè. Rồi đứa Hùng lại 200, 300 cho mẹ em được 1.000.000. Cũng đâu có đủ đóng tiền nhà đâu. Thì ở đây người ta chỉ lấy tới ngày 15 tây thôi. Rồi mẹ em đóng cho người ta 1.000.000. Rồi em ở tới nay, từ bữa tới 15 tây này được 20.000. Chưa được cũng thấy. Ngồi cái đầu khát nắng. Nãy giờ đi. Đây đây đưa giấy số đây con mua cho. Con mua cho hết luôn rồi. Trước khi kết thúc video ở đây, cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Phương có nói là tranh thủ thời gian có thể là ngày mai ngày mốt thì vô trong bệnh viện Bình Tân để truyền máu và khám sức khỏe. Mình cũng có nói với lại Phương thì vô trong để mà bác sĩ họ mình hỏi đó, bác sĩ họ tư vấn chứ không phải là vô để mà nhập viện rồi làm nhiều thứ. Ví dụ như mình vô mình cảm thấy bác sĩ khỏi cho truyền máu hay là đi về mà để ăn uống thôi cho nó khỏe thôi thì cũng được chứ không cần truyền máu, đó là như vậy. Rồi thêm về việc mà em bé ở trong bệnh viện Từ Vũ đó thì bà ngoại với lại là Phương thì cũng trí rồi mọi người, khả năng cao là chắc là không sống chung với lại gia đình. Thì mình nghe thì hoặc là mọi người nghe thì chắc là mình nghĩ là sẽ hơi là bực dọc chút xíu, nhưng mà bây giờ mình chia sẻ một cách tự nhiên thôi, còn cái quyền và quyết định của mỗi con người, mỗi cá nhân thì của mỗi cá nhân quyết định thôi. Đó, thì cũng không có dám ý kiến nhiều, nhưng mà mình cũng một lần nữa thì cũng con xin phép là con cũng nói lại với lại gia đình đó. Đầu tiên là mấy đứa nhỏ ở đây đó, tạo điều kiện tốt nhất cho mấy đứa nhỏ, đặc biệt là chữ đó cô. Bây giờ 2022 rồi mà bây giờ mà mấy đứa nhỏ mà nó không biết chữ nó tội nó lắm. Ví dụ nó không có học nhưng mà để mà nó biết chữ này biết kia rồi cái mốt nữa lớn ra, nữa lớn cái bắt đầu là nó không học được, tại vì nó lớn nó phải lo cái này cái kia nè, với lại nó bị gọi là tự ái đó, nó không có học đâu. Nhỏ nhỏ gì mình khuyên, còn nhiều khi nó học nó thích thú nó học thôi đó, như vậy. Rồi có dịp nào thì em hỏi lại em bé trong Từ Vũ như thế nào nha. Nói thật lòng của em là em cũng muốn nuôi con em lắm, nhưng mà bây giờ giống như em không có khả năng, em bệnh như vậy rồi. Nếu mà anh chị nào ở trên kinh mà có khả năng mà giống như giúp đỡ em để cho em có cái số tiền mà em đem con em về em lo cho con em thì em cảm ơn. Còn mà giống như anh chị cô bác nào ở trên kinh mà giống như là nói em bệnh hoạn, giống như là muốn để cho em đem con em về á, thì em không có khả năng. Nhưng thật sự là em không có khả năng. Bây giờ em bệnh vậy em không biết là em sống nay chết mai, mà giờ em đem con em về á, thì cũng tội nó. Lỡ em có gì á, thì bà ngoại cũng không lo được. Còn hai đứa nhỏ nữa. Là cái đó là lời nói chân thành của em.
giờ em không có còn khả năng để em lo cho con em. Em cũng thương lắm, mang nặng đẻ đau mà bây giờ không gặp mặt mà cũng không lo được mà đem cho người ta á, em cũng tội lắm. Nhưng mà em phải cam lòng thôi, chứ giờ em bệnh vậy đem về nó khổ tội nghiệp nữa. Không có sữa, không có này kia rồi lo thiếu thốn rồi cũng tội con em. Cho nên là em mong là nếu ai thương em, đem con em về lo cho con em cảm ơn.